Xin chào em nha, ngày hôm nay Mô Việt sẽ tiếp tục vác lãng khách Tachi ra trận để solo với bé Quy. Và kèo này theo đánh giá của mình là easy bởi vì chém chắc đang chuẩn, hơi máu nhiều và có chiêu 2 để chi sát. Thêm chưa 1 làm trận nữa. Nói chung là con tướng xô đường tà thần khá là hiệu quả, Quy còn xử lý easy để các bạn biết rồi đấy. Có chăng là sợ Florentino thôi. Hôm qua thì Mô Việt mới chỉ đánh thường và chơi Tachi đi rừng. Theo yêu cầu rất nhiều anh em, hôm nay là chơi Tachi xô đường tà thần. Việc xô đường tà thần thì nó cũng khá là easy thôi, thậm chí là còn dễ hơn ở đi rừng đấy anh em ơi, vì trong những pha solo là mình không ngán nữa nào. Nhưng các bạn chơi đường tà thần, các bạn hết sức cẩn thận nha. Một kinh nghiệm xương máu là khi không thấy mid không thể dùng đâu, đừng có khô máu. Bởi vì khi anh em khô máu, anh em rất dễ bị gank chết, nhất là qua thời điểm 1 phút 30 giây, thậm chí 1 phút 20 giây là chúng ta phải cẩn thận rồi. Bởi vì con Tachi này nếu có chiêu cuối thì mình có thể chạy được rất là dễ, nhưng không có chiêu cuối, không có chiêu gì để này chiêu 2 lướt rất ngắn. Nhưng mà đi solo đường tà thần thì có cái hay, có cái lợi là khi anh em farm rơi này nó kích hoạt nội tạng được. Anh em sẽ được hồi máu, chém 3 lần đánh thương các bạn dùng chơi 1 miễn không chế và gây sát thương chuẩn tối đa. Thực ra thì lý do tại sao mà Mô Việt thích chơi Tachi có một chút tốc đánh từ bản ngọc và cái thuộc kiếm. Lý do là các bạn hiểu chân tướng nha. Đầu tiên Tachi cần nhiều tốc đánh nhanh, anh em lấy nội tại nhanh đánh bấm góc nhanh hơn. Thứ hai đó là khi có nội tại rồi, anh em tốc đánh nhanh, anh em đánh được 3 đòn đánh thường nhanh hơn, các bạn sẽ thường hóa chưa một nhiều sát thương hơn. Và trong lúc đó thì anh em đánh thường nhiều hơn thì gây nhiều sát thương chuẩn hơn. Tốc đánh rất là quan trọng nha. Mình thì không thích dùng áo choàng băng giá, anh em thích dùng băng giá cũng được, nhưng mà đam sẽ bị thiếu. Còn phương hợp kiếm thì vừa đủ, lại có tốc chạy này, có tốc đánh này, máu tối đa cũng có, cũng gần bằng áo trong băng giá nhưng mà không có giáp thôi. Ok ngon nha, nhưng mà đồng đội thì không ngon tiệu nào. Đặc biệt là cô giáo Veda lại bị gánh hơi nhiều bởi anh xịt đỏ Superman. Các bạn chơi đường giữa, nhất là những con tướng kém cơ động thì hết sức cẩn thận nha. Bây giờ team bạn bắt đầu là ghé thăm tà thần rồi nè. Zil cũng ở đây luôn nha. Đó, mình mà không đánh thấp vào đấy thì mình toang rồi. Con này nhìn thế thôi, cân team mà một chấp tất là khó anh em ơi. Phải có kiểu là mình lao lên mình chấp tất, nhưng có đồng đội ở phía sau áp lực thì tướng địch mới chạy, mình mới dí được. Và một mình chấp tất thì tướng địch thấy có mỗi mình thôi thì kiểu gì cũng bị đập cho không trượt plow luôn. Nhiều anh em mình thấy chơi xô đường tà thần rất thích khô máu, và đây là lý do mà anh em lên bản đánh số nhiều. Mặc dù có thể chất tới anh em khỏe hơn, nhưng mà anh em không chú ý map, anh em khô máu. Ví dụ như khô máu pha này này, mình khô máu anh em thấy này. Ăn mạng rất là khó nha, không thể ăn được vì mạng đông, không có ai hỗ trợ mình, chỉ thủ lính thôi. Đó là sự lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất. Hiện tại thì dịch cũng rất là căng thẳng và rất nhiều tỉnh thành, đặc biệt là các thành phố lớn đã giãn cách rồi. Theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên là mọi người hạn chế ra ngoài nha. Khi ra ngoài thì đeo khẩu trang này, có việc rất là cần thiết, mua nhu yếu phẩm thì mới ra thôi, không thì còn ở nhà cho nó lành các bạn ơi. Bởi vì bây giờ là cái con Covid nó là chủng mới, rất dễ bị lây lan, nên mọi người cứ ở nhà nha. Ở nhà thì chán quá thì không có gì chơi thì lên shop moviet.vn kiếm một cái link về chơi game, cũng ủng hộ Mô Việt luôn. Link trên shop thì rất là nhiều. Dần nhân dịp là đấy, biết ngay là tính ganh mà. Nhân dịp là Black Friday rồi Covid Day thì anh em nhớ lên shop mua link, bởi vì có nhiều chương trình ưu đãi lắm anh em ơi. Anh em cứ lên shop, có giao diện mới này, nhiều chương trình hấp dẫn này, link thì giảm giá kịch sàn này,
Nói chung là shop Mobile Việt từ trước đến nay nổi tiếng là shop giá rẻ rồi, uy tín thì anh em yên tâm nha. Ok, trở lại trận đấu này, khi mà đồng đội quá fit thì mình phải làm thế nào? Tất nhiên là cứ bình tĩnh thôi. Cứ bình tĩnh thôi anh em ơi, trận này nếu game team mình chơi được. Chẳng qua đầu game anh em kiểu là cô giáo vanh chưa hiệu quả thôi. Cô giáo đâu, mình đang thả thính nè. Rồi. Ôi dồi ôi, chiêu 1 của mình không phải là last hit. 1281 sát thương chuẩn cho Tachi, không lên đồ công, chỉ có một tí 75 cơ một lý từ cái phước hợp kiếm. Nhưng mà anh em ơi, sát thương chuẩn là siêu to, tí nữa mình chém thường 3 phát sau khi có nội tại. Chiêu 1 cũng phải xương xương là cũng phải tầm hơn 2k sát thương chuẩn đấy anh em ơi. Không phải là một nguồn sát thương bé đâu. À, hình như có trong bộ rất nhiều nha. Mình biết rồi đấy anh em ơi. Ở đây nè. Ui, ở đây là 3 đánh 2. À không, 3 đánh 1. Anh em chạy rất là nhanh. Và đồng đội rất là nhanh và có mạng chấm dứt cho Tachi rồi. Có mạng là mình gánh team dễ hơn. Ui, 3 mà có một góc, góc sau lưng. Ui, hay. Được tại nội tại anh em ơi. Ngon rồi. Sát thương chuẩn này. Tiếp tục chém có nội tại này. Hồi máu, anh em thấy hồi máu nhiều không? Ok, mình xin mạng thứ 3 rồi, có mạng này là gánh team easy nha. Ở mùa 19 anh em có yêu cầu mô Việt làm con tướng gì nhớ comment nhiệt tình nha. Mình sẽ đọc comment, rep comment nghe anh em và làm theo yêu cầu của anh em. Nhớ comment, comment cũng là ủng hộ mô Việt đấy anh em ơi. Cảm ơn ký tự bất kỳ ủng hộ mô Việt nha các bạn ơi. Ok, trang bị thì các bạn nhớ phân tích theo trận đấu để lên đồ. Bởi vì trang bị phòng thủ là trang bị lên theo trận đấu. Team bạn sát thương phép nhiều, đến ngay huân chương choi. Team bạn sát thương vật lý nhiều, không có nguồn sát thương chuẩn, ví dụ như Hayate. Nếu có Hayate thì các bạn sẽ lên cái khiên đất truyền, không có Hayate các bạn nên giáp thú cổ. Đánh vô phản đàm cổ vô cùng luôn. Còn những đồ tiếp theo thì nói chung là tùy thích anh em thôi. Có thể anh em lên cái đao chư hồn để kháng khả năng hồi phục của tướng địch. Ui, đẩy kìa. Ui, đẩy kìa cô giáo ơi. Ui, cô giáo thả tim đi, mình không cứu được rồi. Ui, chạy này. Chạy với tôi. Sát thương chuẩn là 1k4, nhưng không thấm vào đâu với full tank của Superman. Mình cũng không phá được trạng thái phi hành bởi không xài áo tràng băng giá. Nói chung là từ từ nha. Trận này thì AD thì mình cũng farm được nên cũng yên tâm một tí. Chứ là không sao anh em ơi. Cô giáo thì hơi fit thôi. Tu Nen cũng farm được. Mình cũng farm được. Thực ra nếu mà đi chung ý, thì mình có lợi thế hơn. Bởi vì AD team bạn sẽ không được chơi. Còn AT thì mình có chiêu lướt mà vẫn có cơ hội được chơi. Với sự bảo kê của Mina và Vera. Còn AD team bạn, những con tướng AD kém cơ động gặp Tachi. Tachi có đủ chiêu thức, nghĩa là có hai lần lướt của chiêu 2, có chiêu cuối. Các anh em chỉ cần nhảy thẳng chiêu cuối vào mặt AD thôi. Anh em chém thường, anh em dùng chiêu 1 là kết thúc rồi. Chạy thì dùng chiêu 2 để dí theo. Và lúc dùng chiêu 1 anh em được mình khống chế nha. Ở chiêu 1 trong trạng thái cường hóa anh em ơi. À, để lấy tại nhanh hơn thì các bạn đánh nha. Đánh được góc này thì có thể dùng chiêu 2 lướt ra góc đối diện để có thể đánh góc sau lưng đó. Như vậy thì anh em có thể ui đẩy ghê thế nhở. Đẩy quá ghê, Mina lướt cái đầu luôn. Lui nhanh em ơi, lui bạn ơi. Lui to nè ơi. Diêu nè. Quyền vương nè. Sút chơi bẩn thì lại đổi tại sút chơi bẩn. Sút đánh hay mà tầm đánh cao thủ đầu mùa các bạn đánh ghê lắm anh em ơi. Ok, và đây là cái build đồ của Tachi ngày hôm nay của Mô Việt. Các bạn có thể theo dõi bên dưới. Phần phân tích đồ thì mình cũng nói rồi, nên theo trận đấu, theo cái nguồn sát thương của tướng địch là phong cách tên đồ thủ mạnh nhất. Bây giờ thì có huân chương choi thì Jill với cả là với cả quyền vương yếu rồi. Huân chương choi là một cái trang bị quá khỏe. Sắp tới huân chương choi sẽ bị giảm sức mạnh nha các bạn ơi. Đồng thời giáp ve nữa, những con tướng đấu sĩ đỡ đòn thì sẽ gián tiếp bị giảm sức mạnh. Trong khi đó thì những con tướng pháp sư rồi sát thủ phép gián tiếp được tăng sức mạnh từ việc là giảm cái chỉ số kháng phép từ trang bị, từ giày kiên cường, từ giáp ve, từ cái chân choi.
Trời ơi, thực sự là buồn quá đi, nhưng mà thôi, phải có thời chứ anh em ơi, phải đợi thời chứ. Hết thời của AD thì AD phải lên, hết thời của pháp sư phải lên chứ, để cho người ta thể hiện chứ, đúng không anh em ơi? Thì bây giờ những con tướng trâu bò nó trâu quá trời luôn, không xuyên giáp nào xuyên nổi giáp của nó. Giờ cớt nè, đá chi nè, ta ra nè. Ôi đẩy kìa, ơi đẩy kìa. Ui, ui một viên đạn vàng, một viên đạn tím, như có cả đạn xanh, ba màu. Ôi dồi ôi, luôn có cả bồ đỏ nữa chứ. Chạy hộ với, ui đống nhỉ. Này có ba đứa nha, chắc là cô giáo sắp mặt rồi, nhưng mình vẫn sống. Tất nhiên pha mà tướng địch dồn đam đông đông, anh em có thể nhảy chiêu cuối lên để nhảy chiêu nha. Bây giờ là lợi thế team mình nè, em lên thôi anh em ơi. Theo thế này không bắn đâu, theo thế này chắc chắn không bắn đâu. Bởi vì mình khép góc theo là theo không được chơi mà. Taxi khi anh em yếu máu một tí, anh em cũng có thể đứng xa anh em ném chơi một để có thể là chúng tướng địch thì các bạn được hồi máu nha. Cái này có khá nhiều chiêu hiểu máu hồi máu đấy. Đây là cái phù hiệu ấy, ở nhánh phù hiệu thứ hai của rừng nguyên sinh, để anh em dùng cái tăng khả năng hồi phục cho Taxi nha. Không cần phải tăng máu tối đa đâu. Ui chém thường mà anh em thấy là chém thường của mình nè. Hơn 500 sát thương chuẩn, chưa một là hơn 2k2. Cũng đau phết đấy anh em ơi. Anh em muốn đau hơn thì anh em có thể lên kiểu lên hai đồ thủ, ba đồ công, hoặc là hai đồ công. Hai đồ công của các bạn là cái phước kiếm và cái lanh thì đam sẽ to hơn. Ôi nhà trước cuối thằng bạn AD là AD không được chơi mà. Ui chiều cuối và hai con tanh thì bạn sai quá, sai luôn rồi. Ok 606 cho ta chi. Thế tướng tanker thì lộ mạng cũng hơi khó ở mức danh này anh em ơi. Nhưng mà gánh team là tốt. Mình quá trâu. Mina trâu này, mình trâu này. Nếu đội hình team mình quá đẹp luôn. Tí nữa thò lè lấy game bắn chắc chắn là xịn sò hơn theo rồi. Nếu mà con Taichi này muốn bá hơn thì việc là các bạn có thể lấy đội tại từ những con bùa. Hay là ăn bùa đi bạn ơi, không ăn luôn. Từ những con bùa hoặc là từ lính thì nó bá cháy quá. Nên là chỉ có đội tại kích hoạt được khi các bạn tấn công tà thần, tấn công rơi, tấn công rồng bạo chúa thôi. À công rồng hắc ám nữa. Đây cả tướng địch thôi anh em ơi. Có này những trường hợp mà không dí theo được anh em đừng có dướn nha. Các bạn dướng các bạn rất dễ bị chết đấy. Cứ đợi hồi chiêu cuối mình chơi thôi. Nói chung là late game thì chiêu cuối hồi cũng rất là nhanh. Đẩy đường giữa này. Có theo này, ui theo, ui. Ui, ui làm cái gì vậy, bắn ghê phết anh em ơi. Bắn đau thực sự luôn. Công nhận chém bốn góc với những con tướng cơ động là khó anh em ơi. Ok ép vô này, AD chết rồi. Dừng chết rồi, ôi thôi win luôn. Nhảy trực cuối này đang. Rồi, chia 1 để chém thương này. Chém thương này, 8 mạng này. Đấy, không dướn được theo. Cứ mất hội tại rồi, không gây sát thương chuẩn thì đang thì không có. Ok và video clip Mô Việt chơi Taichi Sô Lường Tà Thần đến đây đã hết rồi. Một con tướng thì nhiều anh em đánh giá là lô đồ hơi yếu, nhưng mà thực ra là không yếu đâu. Nó rất là trầu, nó rất là khỏe. Nên đồ tanker thế này mà đam chuẩn to như vậy, hồi phục máu nhiều như vậy. Tuy không trâu nhiều máu tối đa bằng sờ cớt, nhưng mà giá bảo nhiều hơn sờ cớt rất nhiều. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.